Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1990, hiện nay đời sống ở cái vùng Lào Cai như thế nào, có đẹp hay không? Xin mời các bạn đi Sapa mới với sao hàng du lịch chứ. Vâng, em chào tất cả các anh chị trên diễn đàn nhé. Lào Cai là một cái tỉnh mà tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn ấy, từ trước là tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai là một tỉnh gọi là tỉnh Hoàng Liên Sơn. Thì cái năm 1992 là tách tỉnh lên Việt nên tách tỉnh thành tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai. Thì nhờ cái tỉnh Lào Cai này năm 92 mà gia đình nhà em chuyển từ cái khu chỗ huyện Bảo Thắng lên ấy, thì đường xá hầu như là nó chưa có đâu, bắt đầu thành lập tỉnh mà cơ sở hạ tầng nó hoang tàn lắm, nó chưa chưa có mấy đâu. Thế mà đến bây giờ là năm 1992, đến bây giờ là chưa đến 30 năm, Lào Cai phát triển rất là mạnh. Nói chung là các cái cơ sở hạ tầng rồi là điện đường trường trạm ở tỉnh Lào Cai thì nó vượt trội rất là nhiều, và nó vượt cả so với cả tỉnh tỉnh Yên Bái là tỉnh gốc tách lên ấy. Và dân em thấy là cái mặt bằng sống ở thành phố Lào Cai thì là rất là khá. Như bọn em là cán bộ công chức nhà nước thì nói chung là cái mức sống thì cũng trên trung bình, còn những cái người mà người ta làm ngoài và buôn bán ngoài cũng nhiều đại gia lắm. Ở Lào Cai thì anh Quốc Dũng anh có lên thì anh cũng Vâng, quay cho tôi cái xem. nhà cái chị mà nhà chị Nga đại gia vàng ấy. Chị xây cái nhà mà kiến trúc kiểu Pháp ấy, mà cái tường chắc là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh ở Việt Nam thì cũng hiếm có cái như cái nhà có kiến trúc như thế. Kết cấu tường nó là 40 mới 60. Đấy, mà vào trong nhà là mát lạnh mà cái không gian nó rất là rộng đẹp vô cùng. Đấy là có những cái đại gia như thế, hoặc là có những cái đại gia mà cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà cũng ở Lào Cai mà người ta đi cái xe đến mười mấy tỷ. Tức là một cái xe của người ta đi Vâng. mà nó bằng cả một cái tài sản của nhiều người ấy. Đấy, nhờ buôn bán với Trung Quốc thì rất là nhiều người người giàu có. Nhưng mà Và theo anh, ngoài ra đúng cái rồi, theo anh có phải là bây giờ ví dụ như cái tỉnh Hoàng Liên Sơn, cái Lào Cai tách ra từ cái tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhưng mà cái gốc của nó là mình là cùng cái tỉnh Yên Bái đúng không? Nhưng mà Lào Cai hiện nay là một cái thành phố giáp biên với lại Trung Quốc, thì là theo anh nghĩ là cái sự giàu có của cái Lào Cai là cũng do phần lớn, nhá, mình nói phần lớn thôi chứ không phải là tất cả, là do buôn bán với lại Trung Quốc, đúng không? đúng rồi, chính xác anh ạ. Tỉnh Lào Cai này là nó có các cái thế mạnh phát triển. Thứ nhất là du lịch thì nó có mấy cái điểm du lịch, mà có điểm du lịch Sapa là nổi tiếng, là cái đó cũng hàng năm cũng thu về cái nguồn ngân sách cho nhà nước rất là lớn. Thứ hai nữa là cái cửa khẩu anh. Cửa khẩu mà em có người nhà làm ở bên thuế thì cái có cái hàng hóa mà đi mà mình thu một xe là thu phí ấy, một xe là 6 triệu mà một ngày có mấy trăm xe ấy, là em tính ra một ngày thu tiền tỷ một tháng, nên tính ra là riêng một cái cửa khẩu đây một tháng là đã thu về bao nhiêu tiền rồi. Tức là 1 tỷ thì tính ra nhân một năm ra xong rồi trừ khấu hao đi, thì tức là những cái nguồn ngân sách của nhờ vào cái cửa khẩu ấy, cũng thu về cho nhà nước rất là nhiều. Và như em thấy này, ở cái dân Lào Cai ấy thì riêng về cái đất đai ấy, em thấy là em cũng đã đi Hải Phòng rồi Nam Định một số, hoặc kể cả em cũng tham khảo cả đất ở Hà Nội nữa, thì em thấy đất ở Lào Cai rất là đắt. Bình thường những cái đất ở cái đường nhánh bình thường khoảng tầm tỷ hơn tỷ 2 tỷ, nhưng mà có những cái điểm như là ở khu quảng trường ga cũ ấy,
là làm cái bìa đỏ cho nhà nước nhá, tức là thuế nhà nước thu ấy là mười mấy triệu trên một mét vuông. Rồi là bây giờ có cái đường vành đai bờ sông ấy cũng toàn là mười mấy tỷ thôi, đắt lắm. Mà phải, tức là người ta phải có nhiều tiền và làm ăn kinh tế phát triển người ta mới đầu tư cái đất đấy, chứ còn nếu mà cái khu vực mà không làm Tức ăn là được thì mười mấy tỷ một một chứ một một căn nhà hay là một miếng đất diện tích bao nhiêu? ở Lào Cai thì thường là người ta có cái diện tích là 5 nhân mới 20 mét vuông, tức là 100 Một mét trăm vuông mét ấy. vuông rồi. Vâng, 100 mét vuông. Đấy Thì là giá bình quân nó cỡ khoảng bao nhiêu? giá bình quân ở các cái điểm hot đấy nó khoảng tầm trên dưới 10 tỷ. Đấy, cực đắt. Rất là đắt. Vâng, rất là đắt. Xây khoảng khoảng 2 đến 3 tỷ nữa thì nó cứ khoảng 12 3 tỷ một căn, đâu có chuyện đùa đúng không? Đấy. Vâng. Mà cái đất ở đấy hầu như là nó cái đoạn đường đấy mà làm ăn nó tốt đấy, mà nó cũng có tương lai nhiều ấy, người ta cũng đầu tư kín chứ không có đất trống để đấy đâu, không có kiểu dạng đầu cơ, nói chung là người ta cũng ở kín. Còn những cái chỗ nào mà họ trống thì họ cũng là mua để người ta kinh doanh với người ta ở. Tức là em cũng về Hải Phòng, cũng cái mảnh đất mà chỗ khu vực đấy cũng ở quận Kiến An cũng tốt phết, mà cái năm em về năm 2014 mà có mấy trăm triệu thôi, mà ở Lào Cai thì em thấy đắt lắm. Đúng rồi, Cứ vì là bảo nếu thực tế là ví dụ đất ở ví dụ cái vùng Kiến An như chẳng hạn thì những đất đó thì chỉ để ở chứ không làm ăn được, nhưng mà đất ở ở Lào Cai ấy, thì anh nghĩ là cái miếng đất đó mình mở công ty được, mình làm ăn được, vì ở đó là có cái gần cửa khẩu mà cái sự buôn bán với Trung Quốc nó rất nhộn nhịp, cho nên là cái miếng đất mà ở Lào đúng rồi. Cai thì là buôn bán được, mà ở Kiến An thì hầu như buôn bán thì nó cũng không, mình ở không phải không được, nhưng mà tất nhiên là cái lợi nhuận nó sinh ra từ miếng đất đấy nó ít, không bằng ở trên Lào Cai. Đúng rồi. Mấy cả ở các cái khu khu vực đồng bằng ấy là nó phát triển những năm trước rồi, còn những cái khu vực miền núi này này, nhưng mà nhất là Lào Cai thì nó đang trên đà phát Rồi. triển ấy. Nó chưa Đúng. bão hòa nên là làm ăn cũng giờ rất là tốt và nhiều cửa để làm ăn lắm. Những người ta thực ra cái dân gốc ở Lào Cai thì cũng không giàu đâu, nhưng mà ở những cái nơi người ta có kinh nghiệm, người ta lên buôn bán kinh doanh, em thấy là người ta thành đạt lắm, giàu có cực kỳ luôn. Như những cái người người ta ở quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, à Vĩnh Tường, Vĩnh Tường mới gọi là cái dân thổ tang đấy, cái dân thổ tang mà đi nó đi khắp nước nó buôn bán ấy, thì em thấy là nó lên đấy làm ăn chỉ nó chỉ buôn bán những cái hàng tiêu dùng như hàng đóng gói sẵn ấy, nó làm nhà phân phối, nó cũng giàu lắm. Ví dụ nó lên mà lên vài năm mà nó mua được một hai mảnh đất ở trên Sapa, bây giờ nó cũng có hàng chục tỷ. Nói chung là giàu có. Những cái ở người ở khu vực ở dưới người ta lên người ta làm ăn kinh doanh buôn bán là người ta rất là giàu có. Đấy thì là nói chung là theo anh nghĩ là bây giờ ở cái đất nước Việt Nam là một đất nước nó cũng gọi là cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ, cho nên bây giờ ví Vâng. dụ là một người dân ấy, thì người ta ví dụ người ta muốn giàu có thì tức là người ta phải thứ nhất là phải có cái đầu, thứ hai là năng động, thứ ba là Đúng phải rồi. có một một chút may mắn nữa, thì nói chung là cũng rất Đúng rồi. dễ rồi đúng không? Nhà nước tạo rất nhiều cái điều kiện để cho những bà con người ta làm ăn, chứ còn bây giờ ví dụ như mình cứ ý ra thì thôi ông đi làm công nhân đi đúng không, lương tháng Đúng từ rồi. 8 đến 10 triệu yên ổn, còn cái chuyện làm ăn thì cũng có lãi có lỗ, nhưng mà trong cái thời buổi này thì nói chung là cái khả năng mà mình phát triển tốt thì nó sẽ cao hơn đúng không, chứ không phải là Vâng. cái chuyện ai làm ăn thì cũng đều là lãi cả. Tất nhiên thì khi làm ăn thì mình phải có cái tư duy, mà mình phải có đầu, mà mình phải nhanh nhọn nhẹn hoạt bát nữa, với cộng một chút may mắn nữa thì nói chung là tốt thôi. Đúng rồi. Nhờ vào cái chính sách phát triển kinh tế của nhà nước và của tỉnh nói chung ấy, nói riêng ấy, thì em thấy là người dân được hưởng lợi rất là nhiều. Ví dụ như là người ta mở một cái đường ra thì cái nhà nước thu cái thuế đất ấy, ví dụ như là thu khoảng 3-4 triệu một mét vuông, thì là 100 mét vuông thì nhà nước thu được khoảng tầm 300-400 triệu chẳng hạn như thế. Nhưng mà người dân nếu mà người ta được người ta đầu tư xong người ta bán đi đến lúc phải được vài tỷ. Nói chung là những cái người được hưởng lợi từ cái chính sách phát triển kinh tế của nhà nước thì em thấy rất là nhiều người dân được hưởng cái lợi đó.
Như ví dụ, một ví dụ đơn thuần nữa, như nhà 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 bố mẹ em nhé, ngày chuyển lên Lào Cai này thì bán cái đất ở dưới khu khu ở huyện Bảo Thắng, chỗ khu công nghiệp Tàng Nỏng bây giờ, lên đây mua thì đúng là người ta bảo là cái mảnh đất chó ỉa, một cái hồ với lại cái đồi bình thường thôi, đến lúc mà nó làm đường qua đấy thì cũng bán được mấy lô đất rồi, mà cũng giữ được mấy lô đất rồi, bán được mấy lô đất rồi, Đó. đất sau này nó phát triển lên và Giá nó cao lên khi mà nhiều. cao lên nhiều ấy thì bán tự nhiên cái tài sản của mình nó lên gấp nhiều lần đấy. Đúng. Chứ còn bình thường nếu mà vẫn cứ không chuyển lên cái khu xây Lào dựng cái Cai. tỉnh mới mà cứ ở nguyên cái chỗ đấy thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng Đúng. mà khi mà nên xây dựng tỉnh mới thì cũng có nhiều cái cơ may lắm. Mà Đúng. bọn em thì nói chung là ở dưới kia thì những cái người dân ở đấy người ta hầu như cũng không cho con cái học hành, nhưng lên đây bọn em có cơ hội học hành rồi là cái công tác mọi mọi cái nói chung là mình Đúng cũng phải vận động rồi. thì mình mới mới cộng với người ta ở là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà mình kết hợp cả ba cái yếu tố đấy thì người ta mới thành công được. Và cái những cái người nhá, cái ngày đầu tách tỉnh lên Lào Cai này, em thấy là những cái bạn bè của bố mẹ em mới làm ví dụ làm ba toa thôi, làm thợ mổ lợn, đi bắt lợn mổ lợn, rồi là mua lúc tiền nó đổi cao thì mang lợn ở Việt Nam sang Trung Quốc, mà lúc mà tiền nó đổi thấp thì lại mang lợn thực Ở phẩm ở Trung Quốc Trung về Quốc Nam. ngược về Việt Nam đấy. Tức là cứ cái chỗ nào mà có lợi nhuận thì làm, thì người ta cũng làm buôn bán thế, rồi sau này người ta mua đất mua đai rồi người ta cũng hầu như chuyển đổi được hết, người ta làm khách sạn nhà nghỉ, rồi là người ta kinh doanh những cái cao cấp hơn ấy, là cũng trở thành những đại gia hết, nói chung là cũng giàu có, mức sống là tốt hết, là nhờ cái chính sách phát triển mà cái tỉnh mới này là rất là nhiều người có cơ may. Cái thằng Nguyễn Long Thanh này, tức là nói là con đường sa mạc này, vẫn còn dài, đất nước Việt Nam rồi đang phát triển đấy. Vừa nãy mày nói cái thông tin đấy, đấy nhá. Có như Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xây một cái nhà hát gì đấy 1.200 tỷ ở bên 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 đấy, ở bên Thủ Thiêm, đúng không? Thủ Thiêm là cái vùng vùng đất mới, coi như là kiểu phố đông của Thượng Hải vậy, cho nên là sau này trở thành một trong những 10 thành phố coi như là cái khu đấy hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay, đúng không? Cho nên là bây giờ ví dụ như đất nước Việt Nam nhiều tiền thì người ta sẽ mới xây những nhà hát ấy nó tốt thôi, chứ còn bây giờ ví dụ như bệnh viện chẳng hạn, thì ví dụ khi có dịch bệnh nọ kia tất cả các thứ thì bắt buộc bệnh viện phải quá tải thôi, nhưng bây giờ người ta tính toán những bệnh viện tất cả các thứ thì nói chung là cũng đủ dùng cho những người dân Việt Nam. Mà những bệnh viện đấy ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa để lại mấy bệnh viện, bây giờ coi như tất cả các bệnh viện đều có xây to lên, lớn hơn và nó xây thêm ra đấy. Cái bọn ba que bên đấy nó không tưởng tượng được cái sự phát triển, đến mình còn nhìn lại mình còn thấy ngỡ ngàng, mà anh bằng em nhìn lại mà em thấy ngỡ ngàng. Cái ngày mà em còn học lớp 7 lớp 8 ấy, mới thành lập tỉnh mà lên trên trên Lào Cai này, thật sự mà lúc em ốm em thèm ăn cái bánh dợm ấy, Đúng rồi. mà không có người bán, nhưng mà đường thì nó bụi, đường thì nó bé, xong nó bụi mù ấy, bắt đầu xây dựng mà. Nhưng mà nhìn lại đấy, sau khi mà đi học đi hành trưởng thành, nhìn lại cái quá trình phát triển của tỉnh mà nhìn lại mình còn thấy ngỡ ngàng. Cái ngày 2001 này hai nhá, cái đất chỗ nhà em mới chỉ có khoảng tầm 100 triệu, hơn 100 triệu một một suất đất thôi mà có bia đỏ rồi, nhưng mà bây giờ nó gấp 10 lần lên rồi anh ạ, hơn 10 lần, tức là nó phải tỷ tư tỷ rưỡi mới mua được một cái lô ở đấy, phải hơn đấy. Đấy là những cái thời gian trước là em biết là có nhà người ta bán khoảng tầm tỷ tư tỷ rưỡi, nhưng mà bây giờ em nghĩ là giá nó hơn rồi, lâu lâu mình không tham khảo giá, nên là cái bọn ba que nó không thể tưởng tượng được, đến mình còn thấy ngỡ ngàng. Chứ còn nói ba que thì thực sự là nó thấy choáng ngợp thật sự. Rồi, ok, anh cảm ơn em. Để cho Trương Minh Thảo lên dã cho thằng Hùng Phạm một phát. Trương Minh Thảo khoái Dạ khoái Hùng Phạm lắm. Rồi, cảm ơn em đã nói lên dạ sự phát vâng triển của...